Xin chào bố mẹ và các bé. Hôm nay chúng mình sẽ cùng đọc câu chuyện trong bộ sách cực kỳ độc đáo mang tên Sân khấu kịch trong sách Kamishibai. Câu chuyện Ba chú heo con nhé. Để bắt đầu kể chuyện thì chúng ta sẽ mở hai cánh của sân khấu ra. Bố mẹ sẽ thấy phần nội dung của câu chuyện. Sau đó chúng ta sẽ rút tấm thẻ cuối cùng ghi hướng dẫn sử dụng và bắt đầu kể chuyện. Lưu ý dành cho bố mẹ là phần nội dung của tấm thẻ đầu tiên sẽ xuất hiện ngay ở tấm thẻ sau cùng này và bố mẹ chỉ cần đọc to phần nội dung này thôi. Khi chuyển cảnh tiếp theo thì bố mẹ hãy rút thẻ tranh đó và xếp về phía sau cùng nhé. Rất đơn giản phải không nào? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu đến với câu chuyện Ba chú heo con nhé. Chào mừng các bạn đã đến với vở kịch Ba chú heo con. Bạn sẽ được khám phá những rủi ro xảy đến với ba chú heo con khi gặp phải sói gian ác. Nhưng trước tiên, đây là những nhân vật mà bạn sẽ gặp trong câu chuyện này. Đầu tiên, đó chính là ba chú heo con. Thứ hai là heo mẹ. Và cuối cùng là sói gian ác. Tất cả họ đều đã sẵn sàng. Còn các bạn nhỏ đã sẵn sàng chưa? Và chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Ba chú heo con nhé. Ngày xưa, có ba chú heo con sống cùng với mẹ trong một ngôi nhà rất là xinh xắn. Một hôm, heo mẹ bảo với các con là: giờ các con đã lớn rồi, các con phải ra ngoài và tự xây cho mình một ngôi nhà thôi. Ba chú heo con sửa soạn quần áo rồi ôm hôn mẹ và bắt đầu đi. Wow, như vậy quả là một thử thách đối với ba chú heo con đúng không nhở? Liệu ba chú heo con có xây được căn nhà cho mình không? Chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo nhé. Heo cả đến ở một cánh đồng và reo lên rằng: mình sẽ xây một căn nhà bằng rơm thật đẹp. Còn heo thứ thì đến ở với một khu rừng và reo lên rằng: mình sẽ xây một căn nhà bằng gỗ thật đẹp. Như vậy là heo cả và heo thứ đã chọn được nơi để xây nhà rồi. Thế còn em heo út thì sẽ làm sao? Liệu em có chọn được ngôi nhà cho mình không? Heo út đến ở trên một ngọn đồi. Em ấy đã chọn một ngọn đồi và reo lên rằng: mình sẽ xây một căn nhà bằng gạch thật là kiên cố. Và cả ba chú heo bắt tay vào với công cuộc xây nhà của mình. Vậy là cả ba chú heo đều đã chọn được phương án để xây cho mình ngôi nhà hướng tới là như thế nào rồi. Thì không biết là liệu ba chú heo có gặp bất kỳ một khó khăn nào không? Chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo nhé. Ba chú heo con vui đùa và múa hát để ăn mừng vì đã xây xong căn nhà cho mình rồi. Wow, thế là cái công cuộc xây nhà nó rất là thuận lợi và đã xây xong rồi. Đột nhiên, một con sói đã trông thấy họ. Măm măm, mấy chú heo con này trông mới ngon làm sao. Mình sẽ chén con nào trước nhở? Sói vừa liếm mép, thèm thuồng, vừa tự hỏi. Có lẽ là chú heo con sống ở căn nhà bằng rơm kia đi. Có vẻ như rằng nguy hiểm đang rình rập ba chú heo con. Và mọi khó khăn chúng ta sẽ bắt đầu từ bây giờ. Sói tiến đến và gõ cửa căn nhà bằng rơm của heo cả. Cốc cốc. Heo con dễ thương ơi, ta có thể vào được không? Không được, đồ sói xấu xa, hãy cút đi. Heo cả hét lên đầy sợ hãi. Đã vậy thì ta sẽ thổi này. Và khiến cho ngôi nhà của heo con bay đi luôn. Sói phùng mang trợn mắt, thế là ngôi nhà đã bay vèo mất. Cứu tôi với! Heo cả la toáng lên, cứu tôi với! Liệu heo cả có thoát được con sói không? Và thế là heo cả chạy đến ngôi nhà của heo thứ và trốn ở trong đó. Vậy là heo cả đã thoát rồi đúng không nhở? Đã thoát được con sói rồi.
Nhưng liệu khó khăn đã dừng lại chưa và con sói đã tha cho ba anh em nhà heo chưa? Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp nhé. Một lát sau, sói lại đến gõ cửa nhà heo thứ. Ồ, có vẻ con sói này khá là dai dẳng. Cốc, cốc, cốc. Heo con dễ thương ơi, ta có thể vào được không? Không được, đồ sói xấu xa, cút đi. Hai chú heo con hét lên, đầy sợ hãi. Đã vậy, thì ta sẽ thổi đây. Thổi này, thổi cho căn nhà của các ngươi bay đi luôn. Sói phùng mang trợn mắt thổi. Thế là ngôi nhà bằng gỗ bay vèo đi. Một ngôi nhà kiên cố hơn ngôi nhà rơm cũng đã bay mất rồi. Cứu tôi với! Hai chú heo con lại la toáng lên. Vậy là hai chú heo con sẽ chạy đi đâu nhở? Có bạn nhỏ nào biết không? À đúng rồi, hai chú heo con sẽ chạy đến ngôi nhà của heo út. Và không biết như lúc này thì sói đã tha cho ba chú heo hay chưa? Mình cũng rất là tò mò đấy. Cùng theo dõi tiếp nhé. Một lát sau, con sói lại đến gõ cửa nhà heo út. Cốc, cốc, cốc. Ai đấy? Heo con ơi, ta có thể vào được không? Không được, đồ sói xấu xa, cút đi, cút đi. Ba chú heo con hét lên, đầy sợ hãi. Đã vậy, thì ta sẽ thổi tiếp. Thổi này, thổi cho căn nhà của các ngươi bay đi luôn. Xem các ngươi sẽ trốn đi đâu nữa. Vì đây là căn nhà cuối cùng rồi mà. Sói phùng mang trợn mắt thổi. Nhưng lần này, sói thổi mãi mà ngôi nhà không bay đi. Nhưng liệu sói đã tha cho ba chú heo chưa? Hay nó sẽ làm gì tiếp theo ngoài việc thổi ngôi nhà? Các bé có đoán được không? Sói không thổi được, đem cơn tức giận, giận đỏ mặt, tía tai. Nó bỏ đi, tìm một cái thang. Và nhủ rằng, ta sẽ tìm cách để trèo qua tường và đi qua đường ống khói. Sói chu lên. Thế là ba chú heo con nghĩ ra được một cách để chống lại con sói. Các bé có nghĩ ra được là cách gì không? À đúng rồi, vì con sói đi qua đường ống khói cho nên ba chú heo đã đốt một đống lửa lớn ở trong lò sưởi và bắc một cái nồi đầy nước ở bên trên. Công cuộc thật sự là rất khó khăn để bảo vệ chính mình đúng không nào? Khi sói trèo qua đường ống khói, nó rơi trúng vào trong nồi nước đang sôi rùng rục. Bỏng cả mông, ui da, đau quá, nóng quá. Con sói kêu lên. Sói vừa chuồn trở ra thật nhanh qua ống khói và kêu lên đau đớn. Từ đó, ba chú heo con không bao giờ còn phải nghe nhắc ai nhắc về con sói nữa. Và như vậy là sói đã bỏ cuộc trong công cuộc ăn thịt ba chú heo con rồi. Sự thông minh của ba chú heo con đã đánh lại bại được con sói rồi đúng không nhở? Và như vậy là câu chuyện đi tìm nhà mới của ba chú heo con đã kết thúc ở đây rồi. Hẹn gặp lại các bé trong những câu chuyện tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!